Cường còn đâu không? Ăn rồi đi từ thiện đi. Còn chồng nó chắc 100 ngày. Ủa hai anh chồng con tới 100 ngày chưa? Dạ tháng 7 tới cô. Thôi mình làm lẹ mình gọi mình đi ha. Đây là tại vì mới biết thôi. Cô Hà nói thôi cho nên thẳng ghé qua đây mình gọi chút xíu quà cho mấy đứa nhỏ mình gói gạo. Cái này là của hai vợ chồng, không phải hội nhóm, không phải quyên góp. Cho nên là tiền túi hai vợ chồng và chủ yếu là giúp cho mấy đứa bé nha. Ghé thăm tôi đi liền chứ không cần cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn. Cố gắng nha. Mấy đứa. Lên đây bốn đứa con. Rồi hỏi cãi đi, không biết hoàn cảnh mình tới. Rồi gửi về thôi mình đi nha. Nói lại nha. Thôi được rồi mình đi. Nhìn nha con. Đưa kia 4 đứa ra đây đi. Đứa biết đâu lên đưa đó. Có sô cô la. Em lấy sô cô la. Đây phải cha đó. Bấm nút rồi. Rõ chứ không? Mình gọi mình đi ha.